Thân kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với nhà đất Trần Minh Kha Official. Thì hôm nay cũng đã là khá lâu Kha sẽ trở lại quay những sản phẩm tiếp theo để gửi đến cho những khách hàng anh chị đầu tư gần xa, hoặc là những bạn bè có thể là mình mua làm cho mình một cua để dành, một hai mảnh đất nha mọi người. Hai mảnh đất ngụ trại ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thì tùy vào những thời điểm, tùy vào những lúc Kha sẽ gửi đến những người kinh doanh hay là mua bán làm của để dành với mức giá khác nhau. Đó là để cho mọi người dễ dàng sở hữu nó. Kha sẽ đưa tiện gửi đến những sản phẩm phù hợp nhất thời điểm có thể. Chứ vào thời điểm này thì không biết thì mọi người cũng là tiền bạc cũng đang gói ghém và cũng có phần hạn chế, nên Kha sẽ gửi cho những người tất cả mọi người những mảnh đất mà số tiền phù hợp mình có thể đầu tư mua một miếng, hai miếng hoặc là ba miếng đó. Thì hôm nay Kha sẽ giới thiệu cho mọi người cụ thể hơn nha. Hai mảnh đất thực chất thì lúc trước chủ cũng đã đưa ra giấy tờ để làm full thổ cư 100%, full ấp sành nha, full thổ cư 100%, thì cũng đã xong. Và bây giờ đó đã được hai cuốn sổ hồng rồi nha mọi người, có hai cuốn sổ hồng riêng luôn với diện tích là 5 x 25. Thì cái tủ này nè, đây cái tủ này 5 x 25, hai lô nha mọi người, hai lô liền kề luôn. Thì mỗi một lô là diện tích là 5 x 25, thổ cư 100%, sổ hồng riêng trao tay luôn nha, có thể công chứng ngay luôn đó, khỏi cần phải chờ đợi. Thì lúc trước thì cũng có nhiều khách hàng hỏi là khi nào có sổ, thì hôm nay có, Kha sẽ báo lên nha. Ai có thiện chí quan tâm mà nhớ lại mảnh đất này thì hãy gọi nhanh cho Kha để được tư vấn và sở hữu nó ngay đó. Đất này thì khá là liền lạc bằng mặt đường luôn. Cái đường đường này thì khá là rộng luôn, nó tầm khoảng 4,5 m thì mình có xe hơi mình chạy vào được đó. Một khu cũng rất là yên tĩnh đó, 5 x 25 nha mọi người. Ở phân khúc này thì Kha nghĩ có nhiều người có thể là sở hữu nó được, bởi vì số tiền chủ gửi đến muốn ra đi nha, muốn ra đi luôn, gửi đến số tiền là 285 triệu một nền thôi, và hai nền. Nếu như ai sở hữu hai nền thì chủ sẽ bớt lọc cho mình mỗi một nền là 5 triệu nha mọi người. Đó là chưa đầy 300 triệu thì mọi người có được một mảnh đất sổ hồng riêng, thổ cư 100% như thế này thì cũng khá là tiện lợi. Đây, phía sau có tụ hẳn hoi đàng hoàng nha mọi người. Đây, và có đường điện luôn. Đây. Thì ngay cái khu này thực chất là cũng là một khu dân cư đây, nên mình có thể mình lên được 100% thổ cư như thế này. Đó. Và phía thẳng phía trước á, thì nó cách công ty bò sữa Vinamilk. Vinamilk xã Long Khánh thì cách cũng tầm khoảng chỉ 1 km mà thôi là đến bò sữa Vinamilk nha mọi người. Đó, bò sữa Vinamilk là trang trại bò sữa lớn nhất Đông Nam Á nha. Đó thì mình ở đây mình có thể mình đi làm được xí nghiệp, công ty. Hoặc là mọi người muốn đi đến tỉnh lộ 386 thì cũng rất gần, chỉ mất tầm khoảng 3 km mà thôi. Thì từ vị trí này mà đến tỉnh lộ 786, Ủy ban nhân dân xã Long Khánh thì mất chưa đầy 3 km đó mọi người. Thì di chuyển đến trung tâm thị trấn Bến Cầu thì mất cũng tầm khoảng 5 km đó. Và các anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh bến xe An Sương mình di chuyển về đây mình xem đất thì mất cũng tầm khoảng 65 km. Và từ thành phố Tây Ninh mọi người di chuyển về đây xem thì mất cũng tầm khoảng 22 km đó, cũng khá là gần nha. Thì hai mảnh đất này nó liền kề, nó khá là đẹp như thế này mà thổ cư 100%, thì chủ gửi đến cho mình số tiền là 285 triệu một nền nha mọi người. Nếu sở hữu hai nền thì sẽ bớt mỗi một nền là 5 triệu đó. Nếu mà ai công chứng sớm thì đó là một điều tốt, còn không thì chủ sẽ cho mình cái thời hạn là 1 tháng để xoay sở tiền và công chứng đó. Đất này nó có ranh giới rõ ràng hết. Trong cái khó nó có cái may nha mọi người. Thì vào lúc này Kha nghĩ thì ai có tài chính, ai có tiền thì có thể mình đầu tư, mình mua ngay lúc này. Đây là lúc mà thị trường nó dường như là nó chậm rãi. Thì sau sự chậm rãi đó thì Kha nghĩ sẽ có sự tiến triển một thời gian nhất định. Nên vào lúc này thì mình mua đất, số tiền nó rẻ tương đối khá là nhiều nè. Dường như là nó giảm tới 30-40% nữa đó, so với thời điểm lúc trước. Thì bây giờ ai mua thì đó là một điều rất là tốt, có thể là sinh lời sau vài tháng và một năm sau thì tình hình nó
rất là khác, thì mình kiếm những mảnh đất phun hữu cơ 100% như thế này mà số tiền ít ỏi thì Kha nghĩ là cũng một điều rất là khó. Đó. Rồi, ai thích mua mảnh đất này hãy gọi nhanh cho Kha theo số điện thoại 0795 408 324. Và nếu mà có thích những mảnh đất như thế nào theo ý thì khách hàng thì cứ gọi điện cho Kha, tư vấn những sản phẩm mà theo ý thích của mình, diện tích, số tiền và vị trí, Kha sẽ cung cấp nhu cầu đầy đủ đến gửi đến thông tin cho tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và ấm áp ạ.